Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị. Video này Cân điện tử Gia Phát chia sẻ với anh chị về hành trình đi giao cân sàn dốc mít có máy in cho vườn mít Thiên Phúc ở cái bài Tiền Giang anh chị ha. Nói về cân sàn dốc mít thì chúng ta có nhiều cái dạng cân lắm, có nhiều cái video clip của Cân điện tử Gia Phát trên YouTube rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn cả thì cái dòng cân này nó vừa cân được mà vừa in được phiếu luôn anh chị ạ. Còn về hình dáng thì vẫn là cân sàn dốc mít thấp nhất có thể và có hai dốc hai bên để mình đẩy cái xe mít lên một cách dễ dàng. Đây, cái cầm máy in đây anh chị ạ. Về phần in thì chúng ta có hai sự lựa chọn, là chúng ta có thể chọn in tự động. In tự động là chúng ta chỉ việc đẩy cái xe mít lên thôi. Còn cái cân thì tự động nó in cho mình rồi mà mình không cần phải bấm gì cả. Hết xe này tới xe kia thì cứ cân nó liên tục nó in ra cho mình. Và cuối cùng thì nó có thể in ra được cái số tổng cộng luôn chị ha. Cho nên là cái cân này nó tiện lắm luôn, nó rõ ràng con số lắm. Còn nếu mà chúng ta muốn linh động hơn trong phần in kết quả thì chúng ta có thể hoàn toàn tùy chọn cái chức năng in thủ công. Nghĩa là khi nào chúng ta cần in thì chúng ta mới bấm cái phím print, còn không thì thôi. Như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm giấy hơn anh chị ha. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân sàn dốc mít liền khối A9 có máy in này mà nó hữu ích, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng thực tế của mình và mình cần mua nó, thì anh chị có thể gọi nhanh đến số điện thoại hotline trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Và đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này anh chị nhé, để nhận được nhiều hơn những video mới nhất từ Cân điện tử Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử ạ.